Bây giờ chia đổi lại, tại bố Sơn với em vừa ra ngoài rồi. Chia đổi lại nhá. À, xoài hợp áo đỏ này, bây giờ hai đội áo đen đi. Ờ, hợp lý đấy, hợp lý thôi, thế đấy đi. Chắc cái này. Buồn hồi. Thôi được rồi. Dân chú với cả xoài nhá. Thì khi mà xoài và chú đi con nấm nhá, thì đi mình sẽ đổi tay này. Được chưa nào? Được chưa nào? Được chưa nào? Đã sang chưa? Bây giờ anh, hai anh là phải lên 3 điểm, còn xoài với chú là được lên rổ. Ai đến 5 điểm chơi thắng nhá. Chuẩn bị này. 3, 2, 1 đi. Đi nhanh 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 nhanh. Cố lên. Ghi bàn, ghi bàn. Hay quá. Mê chuyên chú. Kinh, anh xoài siêu thế. Chết rồi. Giờ bảo anh xoài cố lên. Ui, đôi 2 điểm thôi. Chú ném cho xoài luôn, chú ném cho xoài luôn. Nhanh lên Thảo ơi, nhanh lên Thảo ơi. Ôi giời ơi, Hảo ơi. Về. Ôi Quang ơi. Đánh cái 5 điểm ấy, ai 5 điểm chưa thắng ấy. Bao rồi. Mình lên, cố lên. Mình đang 3 điểm rồi xoài. Ôi Hảo ơi. Ghi bàn. Hay quá. Chuyên về chú. Thế thôi, còn này anh Dương phải trượt. Ai à. Xoài cố lên. Yes. Xoài cố lên. Ôi Hào ơi. Ôi. Đập tay. Tốt, năm nay đánh VBA nhá. High five nào, high five với các chú nào. Giữa high five. Năm nay đánh VBA nhá. Đáng buồn là buổi tập của chúng ta đến hôm nay là kết thúc. Cảm ơn vì đại gia đình đã tham dự. Hoan hô nào, được hoan hô nào. Rất là hôm nay, rất nỗ lực.